Sống mà không ai ghét thì cuộc sống của bạn quá vô vị rồi. 1. Phải học cách chấp nhận những lời nói không hay về bản thân, vì có một điều mà bạn chắc chắn biết chỉ có điều là bạn quên mất mà thôi. Là ai cũng có những điểm không hoàn hảo, ngay cả đứa chửi bạn cũng thế. 2. Chỉ có những đứa thua kém bạn mới ngồi phán xét soi mói bạn. Những đứa giỏi hơn bạn trước mắt chúng nó đã không có bạn rồi. 3. Tại sao phải cảm thấy đau khổ khi bị ghét nhỉ? Ít nhất nên mừng vì dù gì một điểm nào của bạn khiến người ta ghen tị mà đem lòng đố kỵ. 4. Người khác ghét bạn là chuyện quá bình thường, bạn không thể khiến họ yêu quý mình, vậy hãy để cho lời nói ấy mãi ở sau lưng đi. 5. Tôi thà sống thật với bản thân còn hơn phải sống giả tạo để nhận được lòng thương hại. 6. Nước mắt không phải là nước lã để dễ dàng rơi vì những chuyện không đáng như vậy, tập cách mạnh mẽ đứng lên, vì có đau mới có khôn được. 7. Thời gian bạn dành cho những người yêu thương còn đủ việc gì phải phân phát thời gian của mình cho những kẻ không xứng đáng. 8. Những người thật tâm sẽ nói rằng góp ý cho bạn sửa chữa tốt hơn, còn những kẻ nói chỉ để thỏa mãn sự đánh giá của mình sẽ chẳng mong bạn tốt hơn đâu. 9. Hãy cảm ơn những kẻ ghét bạn vì ít nhất mặt nạ được lột xuống bạn cũng biết kẻ nào chỉ là bè lũ mà tránh xa.